Và như vậy, lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã kết thúc với sự thở phào của các cổ động viên Việt Nam sau 90 phút đầy thót tim trên Rizal Memorial. Đội tuyển Việt Nam đã có màn lột xác sau những trận đấu giao hữu, nhưng cùng với đó là những nỗi lo khác cần phải khắc phục. Ngoài Việt Nam và Philippines, các đội khác của Đông Nam Á cũng đã cùng ra sân vào ngày hôm qua và đã có những kết quả đầy cảm xúc hay đau đớn khác nhau. Và hãy cùng Golden Star Warriors điểm nhanh đến những đội tuyển của Đông Nam Á tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 nhé. Đầu tiên hãy cùng đến với Raja Makala tại Bangkok, nơi đội tuyển Thái Lan của Manopolking có cuộc tiếp đón Trung Quốc. Đội tuyển Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất gồm những hảo thủ như Therathon Bumathan, Chanathip hay anh em nhà Suvachok và Suvanat. Nhìn những thông số này, chúng ta có thể thấy được sự chênh lệch của Thái Lan trước Trung Quốc là lớn đến nhường nào, nhưng có lẽ cơn mưa trong hiệp 2 đã cuốn trôi đi tất cả. Trước giải đấu chính thức, đội tuyển Thái Lan đã di chuyển quãng đường cả đi và về tới gần 16.000 km để cọ sát với những đội bóng ở châu Âu như Georgia và Estonia, và rồi lại để thua Trung Quốc một cách thuyết phục ngay tại sân nhà. Đây là trận đấu đầu tiên và cũng là trận đấu quan trọng nhất dành cho tấm vé nhì bảng đến vòng loại thứ 3. Nhưng gần như cánh cửa đó sẽ đóng sập lại nếu như Chanathip cùng các đồng đội không thể có chiến thắng cách biệt 2 bàn trở lên tại đất Trung Quốc ở trận lượt về. Manopolking dù đã vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp, nhưng ông cũng chỉ được tin tưởng đến hết Asian Cup 2023. Vì thế, cuộc thay máu toàn bộ từ tuyến trên ở Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ sớm xảy ra thôi. Đội bóng gây nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ của họ chính là Malaysia, khi thầy trò huấn luyện viên Kim Pangol đang đầy sự tự tin để tiếp đón Kyrgyzstan. Đội tuyển cũng không kém hơn là bao nhiêu so với Malaysia ngay trên Bukit Jalil. Khi tỷ số đang là 2-3 dành cho đội khách, thì Dean Kun, ngôi sao từng đá tại UEFA Champions League, đã thêm một lần nữa thể hiện đẳng cấp với cú đánh đầu từ pha đá phạt góc để cân bằng tỷ số 3-3 ở phút thứ 77, khiến cả sân Bukit Jalil bùng nổ. Vào phút 90+3, đội BC phiên bản 1m58 đã mang lại cảm xúc vỡ òa cho các cổ động viên của Malaysia với pha ghi bàn ở những phút bù giờ và chính thức lộ dấu thành công trước Kyrgyzstan. Khác với Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia, thì đội tuyển Malaysia phải nói là rơi vào một bảng đấu khá dễ khi chỉ có Oman là vượt trội hơn. Vì thế, 3 điểm này là một lợi thế cực lớn để lọt vào vòng trong. Trận đấu giữa Iraq và Indonesia diễn ra ngay sau trận Philippines và Việt Nam tới 1 giờ 45 phút. Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuze đã có thể thong thả khi vừa ăn vừa xem trận đấu này sau chiến thắng đầy vất vả 2-0 trước đội tuyển Liên Hợp Quốc Philippines. Trước trận đấu này diễn ra, chúng ta đều nghĩ đến một trận đấu khó khăn do mặt sân. Nhưng có lẽ đội chủ nhà còn cảm thấy khó đá hơn khi chỉ vài 3 đường chuyền thôi, họ đã bị mất bóng hoặc đỡ trượt do đội nảy của sân. Và cứ chuyển dài cho Santiago Rubilco, hậu vệ của U19 Atlético Madrid, và Patrick Reysel, và hy vọng vào sự bất cẩn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam là bài vở duy nhất của huấn luyện viên Michael Weiss. Ngoài những điều tích cực trong lối chơi của huấn luyện viên Chuze mà tất cả chúng ta đã cảm nhận thấy, như những tình huống phối hợp xuống nách biên trái để biên trọng căn vào trong, hay phối hợp một vài nhịp và bất ngờ tung ra đường chuyền dài vượt tuyến cho tốc độ của Văn Toàn hay Tuấn Hải để tận dụng mặt sân lập bập, thì hàng phòng ngự của chúng ta đã được tổ chức khá bị động và thiếu sự bọc lót cho nhau. Ngoài ra, hàng tiền vệ gồm Tuấn Anh và Thái Sơn đã chơi tốt theo khía cạnh cầm nhịp và điều tiết trận đấu, nhưng về khoảng đánh chặn từ xa thì đang rất bị động, khi rất nhiều tình huống mà các thủ của Philippines đã dễ dàng sục thẳng vào trung lộ như chỗ không người, và nhìn kỹ thì chỉ còn đúng 3 ông trung vệ đang có mặt ở nhà. May mắn là điều chúng ta đã có được trong trận đấu này do khả năng dứt điểm của Philippines là dường như bằng không. Tuy nhiên, phải nói đây là một trận đấu hay của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuze về chiến thuật và tinh thần, và chúng ta đã xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này dù hơi thót tim một chút. Indonesia dù đã nhập tịch rất nhiều cái tên, nhưng từng đó là không nhằm nhò gì so với Iraq. Thua 1 năm có lẽ vẫn còn hơi ít. Myanmar và Singapore còn thảm hơn khi nhìn vào những thông số này. Mà thực ra, ở Đông Nam Á, đội nào đá với Nhật Bản hay Hàn Quốc thì cũng thế cả thôi. Bạn đánh giá đội tuyển Việt Nam đã thể hiện ra sao vào ngày hôm qua? Hãy để lại comment xuống dưới nhé! Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026.